Thân mời các bạn cùng nghe chương trình Tương tác Thánh Kinh của NTC Dấu Yêu. Ê-sai chương 27. Ê-sai chương 27 câu 1 thường được xem là câu cuối của chương 26. Câu này mô tả sự kiện Chúa tiêu diệt cái ác và kẻ thù nghịch Ngài. Leviathan là con rắn biển khổng lồ. Trong sự hiểu biết của nhiều người thì nó cũng là hiện thân của ma quỷ, đã từng cám dỗ tổ phụ bất tuân lời Chúa để tội lỗi vào trong thế gian. Trong ngày của sự phán xét, Chúa Giê-hô-va sẽ giết nó bằng gươm cứng, lớn và mạnh. Chúng ta chờ xem sự báo thù này. Còn khi đọc tiếp câu 2 đến câu 5, tôi không thể kìm được sự cảm động vì tôi nhận biết thật Đức Chúa Trời là vua cao cả, cũng ngó xuống mà đói xem con người hèn hạ chúng ta. Chúa kêu gọi dân Ngài hát lên cho vườn nho sai trái. Vườn nho của Ngài là Israel mà Ngài đã chọn. Ngài canh giữ ngày đêm vì e người ta phá hoại nó. Ngài tưới nước thường xuyên để chúng sống và sinh trái. Dẫu chúng có không sinh trái mà ra những gai gốc, bụi rậm, thì Ngài đánh chung chúng nó với nhau chứ không rải ra các dân tộc mà đánh chúng nữa. Ngài đã nguôi giận vì tình thương của Ngài quá lớn, vì dân Ngài đã quá ê chề, đau đớn khi bị dân mà Ngài dùng trừng phạt hà hiếp. Chúa thương dân Ngài và như lời dịu dàng nhỏ nhẹ: hãy làm hòa với ta đi, không ai có sức bằng ta để bảo vệ, che chở và cứu chuộc con. Đến lúc Israel của Ngài sẽ kết nụ và sinh trái khắp mặt đất, Chúa không đánh họ nữa, không giết họ. Ngài trừng phạt họ có chừng mực bằng cách đuổi họ đi chứ không tuyệt diệt họ như kẻ giết họ. Bởi đâu mà dân bội nghịch như Israel được tha như vậy? Chỉ khi họ hạ các bàn thờ thần tượng Asira xuống mà không dựng lại. Để làm được điều này, Chúa đã khiến kẻ thù dày đạp xứ họ ở. Xứ nó trở nên hoang vắng như sa mạc. Chỉ có súc vật ở đó nhơi cỏ chứ không có ai ở. Cây cối không người chăm sóc đến nỗi khô và gãy ra để người ta chụm lửa. Những việc xảy ra như vậy không phải vì Chúa không thương họ, nhưng vì lòng thương xót và sự ban ơn của Chúa đã bị họ phớt lờ và từ chối. Dầu Chúa đã khiến họ tản lạc, đất họ hoang vu để đánh các thần tượng mà họ nhờ cậy, thậm chí họ quên mất đấng tạo ra họ, thì đến một ngày Chúa sẽ thu nhặt từng người một từ các nước Ai Cập, Assyri mà đem họ về để họ thờ phượng Ngài tại núi thánh Jerusalem. Ấy là ân điển và sự nhân từ rất lớn của Chúa cho dân Ngài và những người Ngài đã chọn. Đọc xong Ê-sai chương 27, câu kinh thánh được nhắc đến trong đầu tôi là: Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Giăng đoạn 13 câu 1 phần B. Dù dân Chúa ra sao, Chúa vẫn yêu và không buông bỏ họ. Ngài đánh cũng bởi Ngài yêu, Ngài chữa lành bởi Ngài xót vết thương của họ. Thật, sự trừng phạt của Chúa mà không chừng mực thì liệu ai có thể sống? Câu hỏi suy ngẫm: bạn có tin rằng Đức Chúa Trời yêu bạn bất chấp bạn là ai, và để tình yêu Ngài dẫn lối bạn quay về mỗi khi lạc bước không? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa nhân từ cao cả, Ngài đã tạo ra con và yêu con bằng tình yêu không dời đổi.
chúng con thật chẳng khác chân Ngài ngày xưa, ương ngạnh, trái nghịch. Tạ ơn Chúa yêu con, tỉa sửa con cách chừng mực để con có thể chịu được và kết quả hơn, sống vui lòng Ngài. Xin cho con đến để làm hòa với Ngài và mỗi ngày sống nhờ sức Ngài để làm cho nhiều người phục hòa trong mối liên hệ với Ngài. Con tạ ơn Cha. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.